Hello và chào mừng tất cả các bạn đến với kênh AS Mobile. Thì mình là Nam đây. Ok, thì hôm nay mình sẽ giao lưu cùng với lại là Phạm Nam Phủ, kênh YouTube là PNV. Thì các bạn cũng không xa lạ gì nữa rồi. Và anh ta đã phải sử dụng ạc của mình vì anh ta không có ạc server Việt Nam. Nên là mình tạm thời cho anh ta sử dụng hóa thân thành AS Mobile một lần. Nói gì đi em? Một lần nữa được không? Một lần nữa. Đây. Ok, xin chào tất cả những người anh em có mặt ở trên kênh AS Mobile nhá. Thì mình là fan đây. Chết, quên. Quên Nam. Nam. Tên. Không hay. Bữa ok, anh ta đâu rồi? À, đây đây đây. anh Anh ta đây. Anh ta là một con sói. Và bộ đồ này mình mới mua tức thì luôn. Ngon chưa? Cực kỳ nguy hiểm. Sói là phải biết ngửi. Ngửi đây, đi ngửi, đi ngửi, ngửi. Con sói à? Con này con sói à? Ừ, con đó con chó. Con chó, con đó con chó đấy. Con chó. Khổ lắm. Anh biết là em chuyên ngành của chó không? Là anh đưa em cái này. Ngày xưa lái Exciter lượn khắp sao Hỏa chống chó. Đa Con nào số đi qua là khổ. thề luôn anh nói lẽ lẽ anh anh nói là nó em dùng cái đa đa số thằng chiếu nào nhau. chạy Exciter đều là trộm chó, mà thực chất anh cũng chạy Exciter, đâu có trộm chó mà trộm gà trộm vịt đúng không em thì trộm Baloba với cả Muba thôi anh. Ừ. Em cộng hôm thêm nay nha, là cách cộng, cộng thêm trộm long cháo phụng nữa đúng không, đã cộng thêm trộm 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 long pháo cháo phụng á. là cái gì đấy Ai biết, nghe trong phim kiếm hiệp người ta hay nói vậy mà. Xuống đi em em, chịu xuống đi. à, xuống làm gì sớm anh. Cái gì? À, bên bên em là tới mới nhảy hả? Nó có giống như PUBG đâu mà, khốn nạn thiệt. Em cứ bay bay rồi cắm mặt xuống mà. Mày quá. Anh ơi, qua cứu em sắp chết rồi. Đâu, nó đâu? Thằng này, thằng khốn nạn. Hàng là của AS Mobile. Mà Hàng ai thì nhanh hàng là lắm. của AS Mobile. Có mấy cái có cái nhà nào vừa rồi em ném ba lô hai ở đây anh? Có Anh luôn. khó chưa? Lần Lát. đầu tiên chơi mà phải Ê, nghiện có một thằng cái chạy thứ ngoài nè. ngoài. Ôi, nó phóng lựu. Mày phóng lựu. Mày phóng lựu. Ơi, tự sát. Thanh niên. Bây giờ nó không không cho vừa cứu nó cứu là phải vừa vừa đứng cứu à. À, đúng rồi, ngồi được, ngồi cứu cũng được em. Thanh niên phóng Em lựu. biết mà thế. Thanh niên phóng lựu tự sát luôn, thề luôn, mắt mắt hai. Anh ơi, có một viên đạn phóng lựu, anh có đao có lấy đạn phóng lựu không? Có, để lấy cho. Anh có súng à? À không, đó có súng luôn em. Đó. Đằng đằng đấy có súng nhưng nó còn một viên đạn dư ở ngoài thôi thì em nghĩ là chả dùng. Đâu, em lấy đạn rồi hả? Đưa đây mượn ấy. Rồi đạn rồi. Khổ vãi, anh lấy cái súng ra làm. Hay. Xong rồi. Chắc là thấy trên lưng mình đeo cái gì rồi, chắc là thấy trên lưng mình đeo cái gì rồi. Đúng không? Vừa vừa đưa cho bố quả đạn phát bố phun luôn vào mặt mình. Thế là nhanh. Ê, từ 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 coi coi coi. Ủa sao đeo cái gì vậy? Ơi. Đeo dừng dừng lại dừng cái lại dừng lại dừng lại. Dừng lại. Trên đồi bắn kìa, trên đồi bắn kìa. Dừng lại. Nó giống cái mai rùa quá à. Nó không có màu cam nữa. Nó thành mai rùa rồi. Thôi đi 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 đi. Anh trên đường chỉnh mặt đeo lên lên lên. Đây 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 Nhà trên đây. lời, nhà trên lời, nhà trên lời. Ok. Anh phải lo nha, em không có tai nghe đâu đấy. Ok. Đây có thằng vừa mới chết sấp mặt ở đây. Đây đây, anh đang tới đây. Lên thôi. Nó ở trên á, lên đi. Đây, anh công lên đi.
Anh không thấy nó ở trên đây. Vui. À, có skin, có skin shotgun này. Vừa thấy nó bắn đâu đây mà. Anh cũng thấy nó bắn, hình như nó giết thằng nào đó, nó xuống lụm đồ rồi. Lụm đồ gì, băng đạn 3 với cả nòng 2 em vừa lụm xong. À quên. Ủa em không lụm được cái gì đâu nhá, anh không biết gì là em lụm được cái gì đâu. Hay lên cổng trời đi anh. Bo này là cổng trời đông này. Đi lên. Anh có lấy Phương lấy cái gì không? Băng đạn 1 với nòng 1 em vừa ném ra giữa đường. Ơi cái gì đây nè. Thanh niên tưởng mình không biết. Ôi còn sau lưng. Rồi xong rồi. Rồi ạ. Rồi. Thanh niên núp ở đó tưởng mình không biết, thề luôn. Lại đúng cái đái. Mắc hài luôn á. Cho bình máu đi. Em có muốn một bình, giờ anh lấy nốt. Giờ nhìn cái con người sói của em nhìn tiếu lắm. Bị lát á, nó nhìn tiếu lắm. Coi nè. Dừng lại anh chụp tấm. Dừng lại anh chụp tấm hình coi, người sói thành Batman rồi. Đây, dừng lại anh chụp tấm hình nha. Đó, thành Batman. Ngồi im. Tự nhiên đang chụp ảnh cái shot phát được thôi đấy. Ngồi im mới chụp được chứ. Đó, Batman, cái này thành Batman rồi, thề luôn. Batman, đúng Batman luôn á, cái mặt nhìn thấy ghê lắm. Đang chụp ảnh cái tự nhiên hai cái đầu rớt xuống đất thì thôi. Mai chúng ta sẽ không thấy mặt trời. Mình chưa có 4x. À, đây đi vào UAV xem mọi người không? Cái gì cái này mà gọi là UAV hả? Đâu GAV em. Đúng. Cái này gọi là GAV không có rồi, lên cổng trời đi. Đã lên gấp. Đi vào cái nhà bên trái cho anh ạ, không có đi giữa đường lơ ngơ để nó bắn chết ấy. Biết luôn. Chà. Bên nước ngoài người ta kỹ đến cỡ đó các bạn. Bên nước ngoài nó chờ mình đi giữa đường, nó không còn cái gì che chắn, nó bắt đầu nó bắn. Chứ không nó còn đợi lâu chán ấy. Vậy mình không có giáp luôn, là bối đã giáp 3 rồi. Kinh chưa? À có hai thằng nè. Trong nhà trước mặt luôn, nhà trước mặt luôn á. Nhà trại mình nhà trước mặt. Thôi đi. Qua đây. Hai thằng đang ke nhau á. Kê nhau thì mình qua mình hút cả hai thôi. Anh bắn nổ bên sang trước hay là cứ kệ? Kệ đi. Okay. Thằng kia còn trong nhà, thằng kia còn trong nhà. Rồi bắt đầu công nè. Cửa sổ tầng 2. Công lên. Ai ném lựu đạn đấy? Rồi xong, nó bất tử rồi. Em tết vậy sao? Bê bết thiệt. Thanh niên bất tử. EZ. Cửa sổ tầng 2 nhà trước mặt. Đừng ke với nó, đừng bắn với nó. Đừng, don't shoot. I will bắn. Don't shoot. I will bắn. Rồi. Ok, lên đi. Thoải mái đi em. Có thằng nào bắn ngoài đường kìa. Ôi. Ê, đi vô. Nó bắn chết bây giờ. Nó nằm đó anh tưởng là nó chết rồi chứ. Khốn nạn thiệt. Còn thằng bên kia nha, còn thằng ngay cái thùng đỏ rồi nãy mình chạy qua á. Biết thế đấy. Ê, nó kìa. Nó đứng ngay nhà xanh đó. Phải không? Đâu phải đâu. Đâu nó đâu. Where you hand? Ôi. À, nó lấy xe kìa em. Nó lấy xe kìa. Anh bắn cái gì đấy? Ủa, chết hết chưa? Em nghĩ là chết rồi mà. Anh thì nghĩ chưa? Có thằng nữa kìa. Nó lái xe ấy. Cái xe mới. Ồ, hóa vàng luôn ha. Kinh chưa? Hóa vàng em. Rồi.
em có đồ ngon rồi. Dạ, anh trong nhẹ nó cái đậu phộng. Nó cắn được đó em. Nó cắn đi, nó làm gì đâu. Hết sọt vào đầu rồi. Hay quá. Rồi. Sấp mặt. Tôi đang xem bộ phim gì đây? Cái này là bộ phim kiếm hiệp đây, là bộ phim hành động đây. Kinh vài chưởng. Holy. Em làm clip của em mà em phá hơn được cái monster chắc như hôm nay là làm cách không phá. Uh-huh. Nhẹ nhàng. Có con nong hai không lấy không? Không. Cái xe này có hóa vàng được không? Được. Hóa bạch tuộc luôn á. Hóa bạch tuộc luôn. Nè, xe này yếu hơn xe này nè, tông cái nổ nè. Đó. Ôi! Là lên túc nè. Bên trái hướng E75 có thằng ném thính ra kìa. Đâu? Đấy, sau cái nhà 2 tầng đấy. Có thằng mới ném thính xanh ra E75. Uh-huh. 75, anh cứ đi 75. Ok. Qua xuống đấy là gặp, chắc là chúng ta sẽ sấp mặt ở dưới đấy. Đâu? Rồi xong thấy hướng này. Đấy. Thấy rồi. Kê. Kìa, bắn nhau. What happened? Úi giời ơi. Vào nhà còn thằng ấy thính kìa em ơi. Biết rồi anh. Nó trốn trong cái kia, nó trốn trong cái nhà gì đấy. Em ơi, vào nhà không thôi, tét đầu em. Vào nhà đi, lên. Tét đầu như chơi á. Bom nổ tét đầu như chơi á. Đùa hoài. Em vào nhà đâu vậy? Trời đất ơi. Em vào lộn nhà rồi. Trời đất ơi, nó nổ kìa. Bánh xác anh bây giờ. Nấp vào. My friend. Friend, nó bắn kìa. Đây rồi. Nó sắp bắn. Bắn nó đi, friend. Vô đây. Vô nhà đi em. Ông à, giết nó. Vô, đúng rồi. Kinh chưa? Hay quá. Nổ mất giáp rồi anh ơi. Quay đi sửa giáp. Có ba lô ba này anh. Lấy ông anh. Hình như anh đang ba lô ba mà. Rồi có nòng ba luôn này. Hình như anh đang cũng nào nòng ba mà em. Được mày quá, có giáp một, trời ơi. Friend. Bây giờ chúng ta sẽ đi chung nhé. Em hứa là không đi lính đâu. Quá hai giọt. My friend, 210 có tính. Ok. 210 do you know. Friend, có muốn nói tiếng Anh, có muốn speak English không? Yes, ok. I will sing. Xuân đã đến bên em, đến luôn bên anh. Xuân đã đến bên anh, rồi lại chạy. I don't lie. Please stop it. No. Ok. I am a singer from Canada, you know? No, I don't know speak Canada. I love Vietnam music, Vietnam music. Oh, very good, thank you. PNV. PNV. Especially I like 09, you know? 09. No. Yes. 09. No. They are very famous. Nam and they sing very well. Nó nói cái gì vậy các bạn, phiên dịch giùm mình cái. Nó nói là nó thích âm nhạc Việt Nam, đặc biệt là nhóm nhạc 09 anh ạ. Ờ, 09 là ai? Ủa anh không biết à? Không. Ủa hỏng. Thích nhạc Việt mà lại không biết 09 thì hỏng rồi đấy. Đem cả một làn sóng mới về âm nhạc đến Việt Nam mà anh không biết thì thôi rồi. Trong tính nó giảm thanh anh chê à? Không, anh có giảm thanh cả đống này mà anh chê anh không thèm lắp nè.
có dư cái lòng tham. Để anh đọc thần chú cho nó ra nha. Hả? Anh đọc thần chú cho địch nó ra nha. Thần chú gì vậy anh? Một thằng, hai thằng, ba thằng, bốn thằng rồi clear. Em có thần chú này này, anh có biết thần chú gì không? Đọc đi em, mới biết được. À đây đây, trong nhà này. Đó, thấy không, anh đọc cái ra liền, kinh chưa? Nhà nào em? À anh ơi, trong nhà này có hai bình máu này. Ờ, trong nhà này có cái cục bom á. À, đâu vòng mày. Bò cuối rồi mày còn nhây. Đưa thần máu đây. Cái này gọi là thần chú, gọi là tịch tàng hình đấy. Đưa thần máu đây. Thần chú của em là thần chú xịn. Thần chú của anh em có thấy đằng nào đâu. Đấy, thần chú xịn nó khác. Đưa máu đây. Nói nhiều quá. Anh ơi, cho chính có 2-3 thằng kìa. Đâu? Đốn sút. Địch nó phát hiện ra mất anh ạ. Đốn sút. Anh thấy nó rồi, cầm móc hàng ra. Chơi. Đậu xanh nó chạy hướng này rồi. Nó núp sau cần. Đông cần, đông cần. Đông cần trước mặt có thằng nữa kia, nó đang chạy tới kia, đúng rồi. Ôi bắn gạt quá. Đúng rồi, đúng rồi. Bắn đi, đúng rồi. Đúng rồi, hay quá. Cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem clip nhé. Đăng ký kênh của mình và cho video một like nếu cảm thấy hay nha. Ok, mình like nhiều quá. Ôi, xuống đồng luôn rồi. Tại ông Nam này nè. Ờ, không phải, ạc này ạc, ạc khác mà luôn. Ạc này ạc áo tung cháo mà. Ạc AS Mobile Nam đang cầm rồi. Giết được 6 mạng này trời. Ok, nhớ đăng ký kênh của mình và kênh của PNV, mình sẽ để ở dưới phần mô tả nha các bạn.